Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay. Thì sáng nay Bùi Hải Vlog có mặt tại mộ của sư Minh Thiện ha cô chú anh chị. Đó. Bây giờ phải nó ngã. Gió thổi ngã. Nó mà tới là nó cắn xé cái bịch luôn. Nó xé ra luôn. Thấy cái vỏ bưởi mà nó cắn còn bể mà nói gì cái bịch. Thì sáng nay Bùi Hải cũng có mua cái bát mới dâng lên thầy nè cô chú anh chị. Mày khui khui hộp vậy. Ây da. Cái bát mới ha cô chú anh chị. Có số nồi cơm điện đàng hoàng ha cô chú. Bằng inox mới tinh. Thấy cái mặt con trời trời trời. Nãy thế này mua cái nồi cơm. Nồi cơm mới rồi chú anh chị ơi. Đặt lâu chưa hai? Em đặt nó giao em 2 ngày. 2 ngày hả? Quá đẹp. Đó có khán giả tới luôn kìa. Hỏi sao kỳ vậy? Trời ơi, bạn mua cái bát mới cho thầy ơi. Đây. Thầy mua cái nồi mới. Mới rồi. Cái bát. Ngã cái bình bông mình đây nè. Nó ăn hết luôn rồi nè. Hết luôn hả? Bởi vậy. Giờ nhờ mình giấu bông đó kệ để lấy bình bông này. Thấy mà bông đó. Bông này đâu phải nêu bông nữa. Đó. Để xuống đây đi lau xong rồi để lên. Để trong cái hũ bự á. Anh lấy sẵn lấy giùm em ngon cục giấy luôn rồi. Ủa nay đổi hũ hả? Ờ. Mày ơi em đây mua cũng 6 cái bánh ít này. Bánh ít với bánh bò. Lau cái bát mới lại cái đi. Tới Nam tới. Nam tới đó hả? Trời đông vui dữ vậy. Một thầy qua quá nhiều sự kiện luôn. Gia đình thầy lên mà. Bảo vệ của thầy cũng tệ ghé thao giết mộ đó nè. Dễ sĩ. Dễ sĩ. Dễ sĩ đắc thép. Ủa cái hoa cốt qua thấy còn kịp. Hôm qua thì dưới mộ của tưởng đâu là bị nó thủy rồi chị. Cái bình này nè, đưa chị. Nó ăn rồi. Về của về tới rồi chạy qua cái khu cát mà. Hôm qua em tưởng đâu chạy xuống đây chứ. Không. À, mà hên không có. Đây là tới chuyện à. Tới hôm nay là mà bắt đưa bảo vệ luôn á. Thầy mà không có làm ba đó được à. Quậy phá người ta đó. Qua đi miền Tây. Miền Tây hả? Qua đi tỉnh hả? Đi xuống đó chơi như vậy. Đi đám nè. Đi làm đám. Mà hai đám được luôn. Thầy Thảo có bánh là thì chứ anh Nam chờ anh Nam để anh lớn đâu bằng anh Nam anh Long được vậy đây là anh không thằng anh không mà chết luôn á lúc đâu dám ngon gặp là chào gặp là chào bác các anh Long đang đưa thủ giọng nha thì kiểu chắc nó lên ha anh Ngọc còn đó đó thủ giọng anh xem mày két không phải với người bà thổi á bà thổi lá
họ lá cái cát nó bay lên. Hồi bữa cứ trưa cũng vậy, thì lỡ mấy cái chung cái vô thay nước mới dần lên thầy buổi sáng. Trời ơi, ảnh đâu cần quay nhiều. Dán gì? Dán keo sắt mà dính vậy. Keo đá mà dính. Cái này bữa như là cũng này keo hai mặt. Hai mặt hả? Keo hai mặt. Để đây chừng nào nó mà có xúc cái mình dán cái mặt lại. Tại cô sợ dán dính luôn á. Mốt sau này lỡ như nó có bể là mấy công mình cạy cực khổ. Mà dán keo hai mặt cũng được, mấy cái chung nhỏ mà. Qua đầu tháng người nhà lên thăm thầy. Ngày tối thầy ngồi đó đó. Giờ mấy anh em lau. Thầy ngồi bằng đá chứ đâu. Bằng đá nhà thầy mà. Ồ, có lau bụi không ta? Cát không mà. Chắc thổi á. Thổi á, cát á, viên nó ngầm ngay ngoài đường, xe ben nó chạy đâu đó. Hôm qua trời mưa mà Hu nó đứng đây canh đây nè. Dễ hả? Nó đứng nó canh. Hôm qua trời mưa chị đi về chảnh trước rồi. Em cũng xuống đây mà em lên luôn. Em lên trước chứ gì? Thôi giờ lau mộ xong xuôi. Cái bác mới của thầy ông cùng bà cô chú lần này tha cho con. Đừng ăn cắp cái bát con nữa. Có lấy đồ ăn thì lấy, đừng ăn cắp cái bát con nữa. Để cho thầy có đựng đồ ăn, cô chú anh chị ơi. Khổ quá trời khổ luôn, cứ canh ăn cắp cái bát hoài. Từ hồi mà bữa mà mất cái bát đầu tiên là mẹ con không xuống luôn anh Bình. Nó làm cho người ta đáng nghi không? Giờ này hết xuống luôn. Hết xuống luôn hả? Ghê kỳ vậy? Ai biết đâu à, chắc về bỏ đổ cơm, đổ canh vô cái bát đó ăn hay gì á. Chắc vậy quá. Chắc vậy chứ gì nữa. Đó là chưa ai nữa hả? Nam lão mộ rồi hả? Lão mộ rồi, Nam thắp hương đi. Đi dạo chị để ở ngoài đi, ở ngoài. Để
thấy hột kia kìa. Phải lau cái mẫu của thầy buổi sáng mát mẻ. Lau cái mẫu của thầy sạch sẽ mới mẻ mát mẻ sáng nay. Lau sạch sẽ cái mẫu của thầy đây. Ôi dạ. Thầy phù hộ cho mấy anh em ở đây quay được nhiều view, cho có tiền kinh phí. Thầy độ mấy anh em mạnh tay khỏe chân, làm ăn suôn sẻ. Tháng nào cũng cập nhật tiền hết đó thầy ơi. Ba chỗ này. Hai anh bên biết hai cây trên đó là hai cây gì không? Hai cây để trên chỗ mộ thầy đó. À, đó hai trên, hai cây trên anh không thấy hả? Anh biết cây đó cây gì không? Hai cây chầu bà đó. À, chị bỏ vô khăn giấy vô vô. Hay đẹp không? Hôm qua em xuống em tưởng thiệt không bộ? Vừa nói kìa. Để lên quay hai cây đó. À. Quá đẹp luôn cô chú ơi. Tại đó không ai đi luồn tuôn ha. Quá đẹp luôn. Hai cây chầu bà nè. Anh Ngọc hai cây đẹp không? Nữa gia đình sẽ lên mua cho thì ai biết đâu, thì có mua thì mình để lên đó thêm cái nữa. Mà để thắp hương đi là mình quay bông hoa. Đây nhìn tốt thiệt hả? Sao?
thắp nhang xong bây giờ mình để quay bông quay hoa nào, bắt đầu thu cái cây lại nè. Này hoa sen, hôm qua người nhà lên đem hoa sen thêm lên nè cô chú anh chị. Đó, hoa sen này, cúc, lan, còn này cũng ly. À, nó kêu ra, nó kêu lính nó lại ra. Quá đẹp luôn. Hôm nay thầy có bác mới nè, cô chú anh chị ơi. Ok. Hôm nay thầy có bác mới nè. Bùi Hải mới mua bát mới vô dâng lên thầy, mà nóc không có số đàng hoàng không cô chú anh chị, để không quay số người ta tưởng nó cái thau. Đúng rồi. Khổ lắm thiệt chứ. Mà giờ Bùi Hải vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải vlog nha. Trước khi kết thúc video, Bùi Hải vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị buổi sáng thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc vạn sự như ý ạ. Và một lần nữa Bùi Hải vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị.